Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 346, chắc ẩn. Phòng này lâu không có ánh sáng chiếu vào, cứ luẩn quẩn một mùi hết sức kỳ quái. Lâm Di bước lên nhìn Lâm Phương thật kỹ, tiểu tiêu thị đúng bên tận tình khuyên bảo, Lâm Phương vẫn không hề có sự thay đổi nào bộ dạng này của lâm phương đầu còn có thể nghe lọt lời ai nữa lâm di nhìn theo ánh mắt lâm phương trông lên đỉnh giường trên đỉnh giường bắt bộ bằng gỗ lễ vàng có khắc hoa văn vạn tự lâm di nhìn về phía nha hoàn hồi môn tứ hỉ ánh mắt tứ hỉ không hề khác thường như không có lời gì muốn nói riêng cả ngay cả nha hoàn hồi môn mà lâm gia cũng lung lạc được rồi đương nhiên lâm phương chỉ còn đường chờ chết mà thôi tiểu tiêu thị lại gần lâm phương hơn con muốn ăn gì nào hay muốn làm gì thì cứ nói với ta đi. Lâm Phương nghe nói thể, phảng phất có phản ứng lại, môi kích động mấp máy nhẹ nhẹ. Tử Hỷ đang định bước tới nghe, Lâm Di lại vươn tay ngăn, tự mình cúi người ghé tay xuống nghe xem Lâm Phương nói gì. Lâm Phương như đang dồn hết sức lực thều thào, chùa. Thanh, thanh, hoa, Lâm Di ngồi lên, quay đầu nhìn Lâm Đại Thái Thái, con người Lâm Đại Thái Thái thoáng co rụt lại, bà ta vội vàng hỏi, thế nào? Nói gì đó, Lâm Di thoáng dừng một chút, từ tỷ muốn đến chùa Thanh Hoa. Lâm Đại Thái Thái nhíu mày, đứa nhỏ này, sao lại? Sao lại, Lâm Di ngắt lời Lâm Đại Thái Thái, đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của tứ tỷ. Lâm Đại Thái Thái lắc đầu khó xử, đã ốm như thế này, đừng nói đi lên chùa Thanh Hoa, dù ra khỏi cái viện này còn chẳng được nữa. Nói đoạn, lại quay đầu nhìn Lâm Chính Thanh, con nói xem, nên làm thế nào bây giờ lâm chính thanh lạnh nhạt liếc nhìn lâm di một cái ánh mắt mang theo sự châm biếm nhưng sau đó lại nhanh chóng biến thành thương tâm bước đến bên giường của lâm phương khuyên đợi khi nào sức khỏe của nàng khá lên ta sẽ cùng nàng đến chùa thanh hoa nàng xem có được không lâm phương nhìn thấy lâm chính thanh không biết vì sao lại từ từ an tĩnh lại dù ai nhìn vào cũng sẽ không hoài nghi lâm chính thanh tiểu tiêu thị và lâm di quay trở về phòng lâm đại thái thái để thương lượng biện pháp giải quyết lát sau lâm chính thanh cũng đến thế nào rồi lâm đại thái thái quan tâm hỏi lâm chính thanh đáp đã ngủ rồi à lâm đại thái thái gật đầu liên tục có đôi khi cũng nghe lời chính thanh hơn một chút lâm chính thanh bỗng thoáng nhìn về phía lâm di sau đó nhanh chóng rời mắt theo con thấy vẫn phải tìm vài lang chung khá hơn đến xem bệnh đi những bài thuốc này dùng mãi vẫn không thấy hiệu quả, chưa biết chừng là không đúng bệnh. Lâm Đại Thái Thái tỏ vẻ nghiêm trang, khó xử nhìn sang Lâm Di, chính thanh nói, mấy ngày này Lâm Phương Cử hay làm nhảm linh tinh, không phải là ta không cho nó đi lên chùa Thanh Hoa mà là tình hình hiện tại của nó thật sự không đi được. Lâm Di rất tò mò Lâm Chính Thanh bảo Lâm Phương nói tinh tinh cả nói những gì, bên tăng lặng nhìn sang Lâm Chính Thanh. Lâm Chính Thanh như đang suy nghĩ điều gì ánh mắt xa xăm nhìn ngọn đèn nói là có cháy sợ tắm cháy lâm dị thầm cười nhạt lâm chính thanh là muốn nhắc nhở nàng kiếp trước nếu không phải bởi gia đình lâm phương bức bách lâm chính thanh sẽ không có ý định thiếu chết nàng nhưng nói gì thì nói cây đuốc là lâm chính thanh ném vào nàng sẽ không gạt bỏ thù hận kiếp trước mà bắt tay gã đối đầu với lâm phương người như lâm phương đương nhiên là ích kỷ kiêu căng nhưng lại chưa từng thật sự gây thương tổn cho nàng. So với sự độc ác của Lâm Gia thì Lâm Phương đúng là một tờ giấy trắng tinh khôi. Lâm Di suy tư một cát, nói, mấy hôm tới ta sẽ nhờ người tới chùa Thanh Hoa hỏi thăm, xem xem có thể mời một vị sư Thái Đức cao vọng trọng tới giúp tứ tỷ một chút được không? Làm vậy thì không cần đưa tử tỷ ra ngoài, chẳng biết như vậy có được không? Lâm Đại Thái Thái không ngờ Lâm Di tại nói như vậy, bà ta ngần ra một cát mới đáp sao lại không được chúng ta còn cầu mà chẳng được ấy chứ sư thái của chùa thanh hoa đâu có dễ mời hiện tại đang tháng riêng đúng lúc nhiều người hương khói nhất vốn ta cũng muốn nhờ người giúp đỡ nhưng lại không tìm được cách nếu quận vương phi có thể giúp một tay thì tốt quá rồi lâm di nói ta cũng có ý như vậy nhưng lại sợ gây phiền toái cho quý phủ nên mới phải thương lượng với thái thái một chút lâm đại thái thái tươi cười vui vẻ vậy làm phiền quận Vương Phi rồi. Lại qua thời gian một chén trà nữa, Lâm Di và Tiểu Tiêu Thị đứng dậy chào ra về, ngồi vào trong xe ngựa, Tiểu Tiêu Thị nhắc tới Lâm Phương, giọng điệu mang theo chua sót, trong mấy tỷ muội các con, Lâm Phương có diện mạo xinh đẹp nhất, ấy vậy mà mới xuất giá được vài năm đã thành ra như vậy rồi. Nói đoạn, bà lo lặng nhìn Lâm Di, con muốn giúp một tay là chuyện tốt, nhưng không biết liệu làm thế lâm gia có thể hận lây sang con hoặc là đi hại lâm phương không? Nàng đầu sọ lâm gia hận mình, lâm phương đã bị bệnh đến nỗi đó, nói cũng chẳng ra hơi rồi. Đã nhìn ra lòng giả của lâm chính thanh thì đương nhiên lâm gia sẽ không cần sợ hãi gì nữa. Nếu chúng ta vừa đến lâm gia mà đã hại chết lâm phương thì sẽ khiến người ngoài nghi ngờ, mẹ yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu tiêu thị thở dài, Nhìn bệnh tình của Lâm Phương như vậy, chắc là sẽ không thể khá lên được nữa rồi. Hôm nay, Lâm Chính Thanh đã nói một câu rất đúng, bệnh của Lâm Phương không phải bệnh thường, khúc mắc trong lòng Lâm Phương chính là ở chỗ nàng ta cho rằng mình mạo phạm Phật tổ, không phải cứ mời sư thái tới giảng vài câu Phật hiệu là có thể khá lên được tiểu tiêu thị bảo, ai có mệnh số của người nấy, còn phải trông chờ vào chính bản thân Lâm Phương có thể nghĩ thoáng ra hay không. Buổi tối, chờ Chu thập Cửu về rồi, Lâm Di bèn thuật lại tình hình của Lâm Phương cho chàng nghe, phải bảo người đọc kinh Phật cho nghe thì mới chịu nằm yên, còn đòi đến chùa Thanh Hoa nữa. Chu Thập Cửu nghe xong, gật đầu, hiền quận vương ra mới cùng mấy quyển kinh thư lên chùa Thanh Hoa, giờ mà mở miệng thì chắc là trụ trì chùa Thanh Hoa nhất định sẽ đồng ý, ngày mai ta nói với hiến quận vương một tiếng, nhờ hẳn giúp một tay. Lâm Di cười nhìn Chu Thập Cửu, được vậy thì ta cũng bớt việc rồi. Chu thập cử nhìn kim khâu trong tay Lâm Di, bảo, nhà có mở cửa hàng, thì cứ để quản lý cửa hàng giải quyết việc ở đó đi. Còn việc kim khâu trong nhà thì giao cho hạ nhân làm, nàng cũng nghỉ ngơi nhiều chút. Lâm Di hé miệng cười khẽ, ta cũng có làm được gì đâu, chỉ có mấy thử của quận vương gia, mấy món quần áo thường xuyên thay mặc, ta tính làm thêm vài món lót bên trong, sau này làm áo bảo cũng tiện hơn. Nàng tiếp tục tách chỉ hiện kim khâu trong nhà cũng còn đủ dùng, mấy ngày nữa khéo phải ra ngoài mua thêm. Chu thập cửu đặt tách trà trên tay xuống, người làm trong nhà cần phải điều động à? Lâm Di gật đầu, ngẩng mặt lên, nở một nụ cười tươi như hoa, mấy nha hoàn hồi môn của ta ấy, nếu quận vương gia không muốn thu nhận thì nên thả về rồi. À, là đang trêu chọc chàng đây mà, đôi mắt trong trẻo của Chu thập cửu thoáng lóe lên, nếu nàng không nỡ thì cứ giữ lại trong nhà cũng được thấy lâm di nâng mắt nhìn chu thập cửu nói tiếp trong phủ có mấy quản sự có con lớn chưa hôn phối mấy hôm nữa ta bảo quản sự dẫn vào phủ cho nàng xem thế nào nếu thấy thích hợp thì gả qua đó sau này nàng có muốn gọi về dùng cũng tiện hơn nàng vốn cũng có ý định này nhưng còn chưa nghĩ ra nên nói với chu thập cửu thế nào những quản sự này đều là người theo chu thập cửu đã nhiều năm vừa trung thành vừa thân cận nàng gả người mình tin tưởng qua đó chẳng khác này, thò một tay sang. Không ngờ Chu thập Cửu lại chẳng để ý. Nụ cười trên mặt Lâm Di càng thêm dịu dàng, "Được." Hiền Quận Vương ra mặt mời người của chùa Thanh Hoa, sau đó nhanh chóng có vị sư thái chuyên giảng kinh tới Lâm gia. Lâm Di nhận được tin tức, bèn sai người mang một phần tiền quyên đèn nhang tới chùa. Tuy không nghe nói bệnh của Lâm Phương có chuyển biến tốt, nhưng may mà bệnh tình đã ổn định tại từ khi Nhị Vương Gia trở thành thái tử, các tin tốt liên tục xuất hiện, Nhị Vương Gia nói đỡ cho Trương Phong tử, Trương Phong tử được thả khỏi Đại Lao, để bạt tới làm việc ở Thái Y Viện, nơi ở của Trương Gia từng bị niêm phong cũng đã được trả lại. Hiến quận Vương Phi kể lại chuyện này rất say xưa, mấy hôm nay quận Vương Gia nhà chúng ta vui vẻ lắm, còn trình lên cả những thư tịch mà chàng với phụ tà soạn tại mấy năm nay, lệnh cấm biển được bỏ rồi, triều đình cũng không hà khắc như trước nữa chương 347, xuất ra. Lệnh cấm biển được bỏ, trong nước nhiều đồ mới mẻ hẳn lên, Lâm Di cười nói, vậy cũng tốt mà phủ chúng ta không thiểu bạc, ta thấy mấy món lạ mắt thể này là muốn mua rồi như nhau cả mà. Hiền quận Vương Phi dùng một chút mới nói tiếp, có nghe nói chuyện chấn nhị thái thái không? Điền thị, nàng có muốn không nghe nói đến cũng khó đây, hiện trong kinh đã truyền đi khắp nơi, Trần nhị thái thái là một vị bồ tát giả, lấy danh nghĩa Bồ Tát làm chuyện xấu như mấy đạo bà, tuy Trần gia đã mua lại khá nhiều bức tranh của Điền thị nhưng vẫn có những bức bị lọt ra ngoài. Loại sự tình này trước nay đều là một đồn mười, mười đồn trăm, nam có phương pháp của nam, tuy ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì những Trần Doãn Chu đã cảm thấy mất sạch thể diện rồi. Trong phủ Trần gia truyền tin ra ngoài mấy lần, đều nói Điền thị muốn tự sát, xong vẫn không được. Điền thị không phải loại người dễ dàng tự sát đến thế, huống chi, bên ngũ vương gia cũng chưa tính là thua sạch sành xanh, nếu tương lai có cơ hội lật ngược tình thế, chuyện xấu, tì vết nhiều đến đâu cũng đều sẽ che đậy được cả thôi. Lâm Di nói, có nghe một ít, đại khái đều là tin tức mấy hôm nay. Hiền quận Vương Phi nói, Điền thị muốn đến chùa tể từ ở một thời gian. Chùa PTE là nơi dành riêng cho nữ quyền trong kinh hương khói không nhiều toàn bộ chuyện duy trì chùa miếu đều nhờ thu nhận nữ quyền phạm sai lầm trong nội trạch lại vì ở cùng một nơi với chùa trường tự là nơi các thái phi xuất gia cho nên được bảo vệ cực kỳ nghiêm cẩn không sợ có ai đi vào rồi có thể một mình đi ra nếu điển thị không muốn chết thì chùa tể từ là nơi duy nhất có thể đến hiến quận vương phi đang ngồi trò chuyện cùng lâm di chợt có bà tử bên ngoài vào bẩm báo ngộ ninh sư thái tới nói là vì chuyện của tử cô nãy nãy à. Hiền quận Vương Phi nghe nói vậy bèn đứng lên, cũng không còn sớm, ta về trước đây, hôm khác chúng ta nói tiếp nhé. Lâm Di mỉm cười, muốn giữ hiến quận Vương Phi lại, mới đến, sao đã vội về ngay làm gì, dù sao cũng chẳng có chuyện gì khác, chỉ là vì Lâm Phương, có quận Vương Phi ở đây cũng có thể cho thêm chú ý mà. Sư Thái bên chùa Thanh Hoa còn nhớ phúc của tỷ và quận Vương Gia mới mời được đấy. Hiến quận Vương Phi suy nghĩ một chút mới đáp, vậy cũng được. Hai người sang bên phòng phía đông ngồi xuống, một khắc sau, cùng mama mời ngộ ninh sư thái vào. Lâm Di và Hiến quận Vương Phi chắp tay làm Phật lễ, ngộ ninh sư thái khách khí đáp lễ, ba người ngồi vào ghế hạ nhân bưng trà lên. Ngộ ninh sư thái không giỏi bắt chuyện như trường ninh sư thái. Ngồi một hồi, uống một ngụm trà rồi bà lên tiếng, bần ni tới là vì lâm đại nãi nãi bệnh của đại nãi nãi đã có chuyển biến tốt có điều bần ni còn có nhiệm vụ không thể liên tục đến lâm phủ giảng kinh cho lâm đại nãi nãi lâm di và hiến quận vương phi nhìn nhau hiến quận vương phi cất lời trước có câu cử một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp phật sư thái đừng từ chối khó khăn lắm mới khá lên được không thể bỏ phí công sức bấy lâu nay ngộ ninh sư thái chắp tay chữ thập niệm một câu a di đà phật rồi thoáng ngừng lại Nhìn về phía Lâm Di, Bần Ni chính là vì cứu tính mạng người mà đến, Lâm Đại Nãi Nãi đã khám phá hồng trần, muốn quy y hầu hạ Phật tổ. Lâm Di kinh ngạc, Đại Nãi Nãi là bị kinh pháp của sư thái Đà Động nên mới có ý này ư? Ngộ Ninh sư thái nói, Lâm Đại Nãi Nãi vốn có duyên với Phật tổ, đây là chuyện đã được định sẵn trong mệnh số rồi. Mấy ngày nay, nghe ta giảng kinh lại càng thêm kiên định, Bần Ni là người hầu dưới tòa Phật tổ sao nỡ từ chối, nên cô ý thay đại nãi nãi đến đây một chuyện, mong quân vương phi có thể giúp một tay, để đại nãi nãi có thể được như mong muốn. Lâm Phương muốn đến chùa Thanh Hoa bái Phật, lúc đó ở Lâm gia, Lâm Di cũng nghe nói rồi, nhưng mà quy y thì. Lâm Phương là chính thể của Lâm Chính Thanh, nếu thật sự muốn làm như vậy thì cũng phải được trưởng bối Lâm gia đồng ý mới thành, Ngộ Ninh sư Thái biết điểm mấu chốt nằm ở đâu nên mới đến phủ khang quận vương một chuyến. vào chùa dưỡng thân một thời gian có thể khiến Lâm Phương khỏi hẳn. Nếu cứ để nàng ta ở lại Lâm gia thế này, kết quả chỉ có một con đường chết. Lâm Di nhìn về phía Ngộ Ninh sư Thái, ta biết của Phật còn có đệ tử tục gia, Tử Tỷ vẫn còn quá trẻ, khó tránh khỏi nhất thời bồng bột. Nếu trước tiên có thể được làm đệ tử tục gia vào chùa ở tạm một thời gian chờ tâm tình bình thản lại quyết định chuyện sau này thì là hay nhất ngộ ninh sư thái im lặng một lát chậm rãi lần chuỗi phật châu trong tay việc này phải do lâm đại nãi nãi cân nhắc không phải là việc bần ni hay quận vương phi có thể quyết định được nói vậy có nghĩa là lâm phương đã quyết định rồi hiến quận vương phi còn định khuyên thêm lâm di đã lắp đầu sai cùng ma ma lấy tiền dầu vùng ra mùng một mười lăm cần cung phụng phật xin sư thái nhận lấy cho. Bên lâm gia ta sẽ qua thương lượng biện pháp giải quyết, có điều, mấy ngày này còn cần làm phiền sư thái giúp đỡ một chút. Ngộ ninh sư thái nhận lời, đứng dậy chào ra về. Cũng ma ma vội tiễn bà ra ngoài. Lúc này lâm di mới nhìn sang phi hiến quận Vương Phi, ti xem việc này nên làm thế nào mới phải đây, làm sao mà ta tới lâm gia đề nghị chuyện như thế được. Dù Lâm Phương muốn quy y xuất gia thì người đứng ra đề nghị cũng nên là Điền Thị mới phải. Nhưng nay Điền Thị đã không thể to những việc như thế này được nữa rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 348, xuất gia. Theo ta thấy, người vẫn nên về nhà mẹ đẻ bàn lại trước đã. Hiền quận Vương Phi nói, dù cứu người thì cũng không thể chỉ dựa vào một mình muộn được. Sau này lỡ mà truyền ra ngoài sẽ không được dễ nghe. Người không biết con tưởng muội cố tình muốn chia rẽ vợ chồng người ta đấy." Lâm Di gật đầu, "Ta cũng có ý này, không phải ta muốn bảo vệ danh tiếng mà là nếu không có trưởng bối ra mặt, bên Lâm gia ta không chắc có thể thuyết phục được. Ý ta là viết thư về trong tộc, mời trưởng bối trong tộc đứng ra thu xếp chuyện này." Hiến Quận Vương phi nói, "Như vậy thì danh chính ngôn thuận hơn." Nói đoạn lại thở dài, "Lâm đại nãi nãi có thể giữ được tính mạng đã là may mắn rồi." ngày sau thế nào muội cũng không cần suy nghĩ nhiều làm gì, đến đâu hay đến đó đi. Hiền quận Vương Phi đi thăm Huy Ca rồi mới ra về. Hôm sau Lâm Di trở lại phủ Quảng Bình Hầu, hỏi ý kiến Lão Thái Thái chi trường. Lão Thái Thái nhánh cả lấy thư của Trần Doãn Viễn cho Lâm Di xem, Điền Thị coi như là đã cứu con gái nàng ta một mạng. Người trong tộc chẳng biết đã nhận được bức tranh của Điền Thị từ bao giờ. Hôm nay mấy vị thím và nhà tộc trường đều đã vào kinh, Nói là vì chuyện con em trong tộc tham gia ẩn khoa, nhưng thực ra là muốn hỏi xem chị thứ hai tinh xử lý việc này ra sao. Trần gia chúng ta là đại tộc, xưa nay chưa từng mất mặt đến thế, cả huyện Tam Hà đều đã biết hết, người người đều coi như chuyện cười, càng đè xuống thì càng ồn ào hơn, chuyện này đã không còn có thể cứ lờ đi như không có là giải quyết được nữa rồi. Hẳn là chị thứ hai cũng đã nghe được tin này, mới vội vã tiến điền thị đi. Lâm Di nói cha con cũng sắp về kinh ạ à? lão thái thái nhánh cả cười cười gật đầu cùng về luôn mấy ngày nay mẹ con đang bận bịu để cha con về nhà không phải chịu khổ lão thái thái nhánh cả nói đùa làm tiểu tiêu thị đỏ cả mặt lên bầu không khí trong phòng rất vui vẻ tiểu tiêu thị đi ra ngoài chuẩn bị yến tiệc lão thái thái nhánh cả ra hiệu lâm di đỡ bà đứng dậy đi lại mấy bước trong phòng lâm di nghiêng đầu nhìn bên thái dương đã bạc trắng của lão thái thái nhớ lại lúc mới vào kinh, thân thể lão thái thái nhánh cả khi ấy mạnh khỏe hơn nay nhiều lắm. Lão thái thái nhánh cả như nhìn ra suy nghĩ trong lòng lâm di, cười bảo, năm sau không bằng năm trước, cũng coi như gắng gượng qua ngày thôi, có thể được đến ngày hôm nay, ta cũng thấy đủ rồi. Lâm di cười trấn an lão thái thái, tổ mẫu chịu khó uống thuốc, đợi mấy hôm nữa ấm lên, xương cốt sẽ linh hoạt hơn ngay ấy mà. Lão thái thái nhánh cả gật đầu, yên tâm đi trong phòng này có cả chục con mắt ngó chừng chén thuốc của ta không thiếu một hộp đâu lâm di bị chọc bật cười lão thái thái nhánh cả đi tới giường la hán vận tay ngồi xuống lâm di vội ngồi rổm xuống cởi giày cho bà lấy chân mỏng bên cạnh đắp cho lão thái thái nha hoàn dâm lò sưởi tay lên quất hồng nhận lấy đưa lại cho lão thái thái cảm lão thái thái nhánh cả nhấp một ngụm trà ta thấy có vẻ hết hy vọng rồi không thấy đề cập đến chuyện kết thân với tiểu gia nữa. bà thở dài, ta cũng muốn cho hai nhà thân càng thêm thân, nhưng đúng là không có cô con gái nào vừa ý. tiểu tiêu thị không phải hạng người hẹp hòi để bụng, chỉ cần thấy rõ vấn đề, bà sẽ không cố chấp nữa. lão thái thay nhánh cả nói, trịnh gia định việc hôn nhân cho trịnh thất tiểu thư rồi, là đích trường tử nhà thôi tham nghị của thông chính ti, ân khoa này sẽ tham gia, nghe nói có tám phần sẽ trúng coi như chuyện hy tới liên tiếp, chưa biết chừng năm nay sẽ làm hôn sự luôn đây. Lâm Di thoáng kinh ngạc, ánh mắt hơi lóe lên, trước chẳng nghe chút tin đồn nào, trịnh thất tiểu thư viết thư cho con cũng chẳng nhắc tới, là chuyện khi nào đấy hả? À? Lão thái thái đặt lò sưởi tay lên bàn thấp, khép mắt lại, lão cáo già trịnh lão phu nhân kia đã sớm vừa mắt thôi ra rồi, chỉ là sợ huệ hòa quận chúa chê ra cảnh thấp kém, mới để huệ hòa quận chúa gặp chút chắc chờ đợi đến khi quận chúa xả hết cơn giận rồi mới đề cập đến thôi ra bảo huệ hòa quận chúa tới xem huệ hòa quận chúa thấy hậu sinh của tôi ra thì rất vừa ý không cân nhắc lâu đã quyết định hôn sự này rồi trịnh lão phu nhân là người phụ nữ thông minh nhất mà lâm di từng gặp bà luôn có thể giải quyết mọi vấn đề một cách dễ dàng từ trinh nương đến việc trịnh các lão từ quan cả việc hôn nhân của trịnh thất tiểu thư lần này nữa việc nào việc đó rõ ràng gọn ghẽ thong thả ung dung tuy ra thế thôi ra không cao nhưng tham nghị của thông chính chức quan có thực quyền lại có hậu bối chịu khó tiến tới so với những thế gia có tước vị có danh tiếng thì thôi ra có lợi ích thực tế hơn nhiều lầm gì cũng mừng cho trịnh thất tiểu thư đợi hôm nào con sẽ qua trịnh gia thăm thất tiểu thư lão thái thái nhánh cả gật đầu được đó nói đoạn bà lại thở dài mẹ con nghe được tin này thì giàu dĩ lắm trước không có coi trọng trịnh gia hiện tại lơ đãng một cái đã bị người khác nhanh chân nhận mắt việc hôn nhân của ca ca con còn phải chờ tuy đều là do trưởng bối làm mai nhưng cũng phải xem duyên phận thế nào tính tình trịnh thất tiểu thư rất tốt nhưng cũng không chắc đã hợp với ca ca lão thái thay nhánh cả hơi khép mắt ta đã nói rồi con đừng sốt ruột đợi sau này hoành ca lớn tuổi hơn lập quân công nữ tử xứng đôi nhiều lắm con xem xem Khang quận vương gia cũng chẳng phải như vậy đó sao? Lâm Di bị nói đỏ cả mặt, lấy mỹ nhân quyền đấm chân cho lão thái thái. Khi ngẩng đầu nhìn bà lần nữa, lão thái thái đã ngủ rồi. Lâm Di rón rén kéo chăn mỏng lên đắp cho bà. Vừa định ra ngoài thì lão thái thái đã tỉnh lại, hiền lành nhìn nàng, nói đến đâu rồi nhỉ? Lâm Di ngồi xuống đón lời lão thái thái, nói đến hôn sự của ca ca con rồi à? Đúng rồi, lão thái thái nhánh cả suy nghĩ một chút ta cũng không có tinh lực như Trịnh lão phu nhân. Những việc này cứ để hai đứa kia lo đi thôi." Ngộp kép. Lâm Di và lão thái thái nhìn nhau cười. Chương 349: Buồn nôn. Trong hai canh giờ, lão thái thái nhánh cả đã mơ mơ màng màng ngủ ba giấc. Trước khi trở lại phủ Khang quận vương Lâm Di cho gọi Bạch ma vào hành lang, cẩn thận hỏi tình hình hàng ngày của lão thái thái. "Bạch ma ma thưa, ăn uống đều tốt." chỉ có điều thích ngủ hơn là kiểu chợp mắt một chốc thôi ấy ạ à. đến tối lại không ngủ được nô tỳ đã cùng mấy ma ma trong phủ thay phiên hầu chuyện đêm hôm trước còn nói muốn về trong tộc xem thế nào may mà nhận được thư của hầu ra lầm gì nghe nói lòng hơi bất an ma ma để ý hơn nhé nếu phát hiện có chỗ nào không ổn thì phải mời ngự y tới ngay hôm nay đại gia trương gia đang trực ở thái y viện mấy hôm nữa ta sẽ gửi thiệp cho ông ấy Mời ông ấy tới đây xem." Bạch Mama gật đầu, đều nhờ cả vào mặt mũi Quận Vương phi, không thì Lão Thái thái sợ nhất là xem bệnh, ngày thường uống thuốc cũng là do bọn nô tỳ lấy danh nghĩa Quận Vương phi để khuyên, lão thái thái mới bằng lòng uống đấy ạ." À? Lâm Di nói, "Mama là người bên cạnh tổ mẫu, hiểu rõ tính tình tổ mẫu nhất, nếu đổi là ta cũng không thể hầu hạ thỏa đáng như vậy đâu." Bạch Mama tươi cười nói, Quận Vương Phi nói vậy làm nô tỳ chẳng biết để mặt mũi ở đâu nữa rồi. Hai người đang nói chuyện, tiểu tiêu thị đi đến, bạch ma ma lui sang một bên, tiểu tiêu thị cười tiễn lâm di lên xe ngựa, đợi khi nào cho con về, ta sẽ sai người tới báo cho con. Lâm di đồng ý, mẹ cũng phải bảo trọng thân thể, đừng nên vất vả quá. Tiểu tiêu thị tươi cười nói, trong nhà đều ổn cả, con cứ an tâm đi. Lâm di về phủ khang quận vương, Huy ca vẫn chưa ngủ, bà vú đang cầm trống bỏi lắc lư, khiến bé liên tục vung vẩy hai tay qua lại. Lâm Di đi đến bể Huy ca lên, hình như càng ngày Huy ca càng ngủ ít đi thì phải. Bà vú cười nói, lớn lên thì sẽ ngủ ít đi à? Hiện tại thế tử gia cứ ngồi chơi là ngồi cả canh giờ đấy ạ à? Nhìn Huy ca từ từ lớn lên, hình như mình cũng từ từ già đi rồi. Tình cảnh khi còn bé vẫn đang rõ ràng trước mắt, ngoáng một cái, con trai đã học đi rồi lâm di bế huy ca vào nhà chính cũng ma ma đưa danh mục của yến tiệc lâm di vừa dỗ huy ca vừa đọc khi chu thập càn trở về lâm di cũng đã thu xếp thỏa đáng chuyện yến tiệc quận vương gia xem xem có còn cần tăng giảm thứ gì không chu thập cử nhận lấy ngồi xuống cạnh lâm di cái này để làm gì thế lâm di cười nói tiệc sinh nhật của quận vương gia nhà chúng ta mở yến tiệc Năm ngoái vì Thái hậu nương nương và chuyện nhà thúc phụ nên đã phải giàn được hết. Chu thập cửu nở nụ cười sáng rỡ, chẳng phải đã nói rồi sao, chỉ cần một bát mì trường thọ, có nàng với Huy ca là đủ rồi. Huy ca vươn tay giật bộ rượu trên đầu Lâm Di, nhưng nháy mắt đã bị Chu thập cửu lấy trống bởi thay thế. Lâm Di mỉm cười nhìn Huy ca, từ cần bé rốt chầm tóc làm dối búi tóc của nàng nàng đã dặn dò vợ cũng nhị cấy trăm dài để cố mọc châm hôm nay có đôi phượng bằng mọc hòa điền, cố định phía sau búi tóc. Vợ cùng nhị trải tóc rất khéo tay, búi tóc rất đẹp, nàng trang điểm như vậy tham gia mấy yến hội, các nữ quyền đều học nàng cuộn búi tóc thế này. Lâm Di giao Huy ca cho Chu Thập Cửu, Chu Thập Cửu đón con rất tự nhiên, thì cũng chẳng còn cách nào, lễ năm nay đưa đến nhiều hơn ngày thường mấy lần, có bảo định, các loại vật trang trí văn phòng tứ bảo, cung tên đao thương, còn có cả một con ngựa ở trong chuông kia. Khóe miệng lâm di cong lên, mọi người đều muốn tăng thứ gì đặc biệt làm lễ vật cho quận vương gia. Nhà chúng ta không thể cứ im im đi như thế, ít nhất cũng phải bày 20 bàn tiệc mới được. Hoàng thượng coi trọng chu thập cửu, lễ vật liền nhiều lên. Xã giao là một công việc làm người ta mệt muốn chết, nội trạch còn đỡ, mọi người chỉ ngồi nói chuyện, xem kịch, trừ các nam nhân ở ngoại viện thì luôn mượn cơ hội này để bàn bạc đại sự nước nhà, ra ngoài tham dự tiệc rượu không ít nên mỗi khi Chu Thập Cửu về nhà đều ăn uống rất đơn giản, món thích ăn nhất là mì Dương Xuân, như là ăn chẳng biết chán vậy. Nói đến yến tiệc, Chu Thập Cửu đặt danh mục xuống, tối mai chuẩn bị rượu và thức ăn đến thư phòng ở viện phía tây nhé. Viện phía tây là nơi ở của phụ tá, bên đó rất yên tĩnh, Chu Thập Cửu chọn đi vào đó là muốn bán chính sự. Lâm Di muốn hỏi có những ai, lời đến bên môi lại nuốt xuống. Ngày mai người tới thì nàng khắc rõ thôi. Ta cũng không biết có những ai, là do Tam Vương gia lén sắp xếp thôi. Phủ ta là an toàn nhất. Việc này luôn vào phút cuối quan trọng nhất, mọi người mới có thể tụ tập một chỗ. Lâm Di gật đầu, ta sẽ bảo người sắp xếp. Nói đến đây, Lâm Di mới phát hiện Huy cả đã ngủ gục trong lòng Chu Thập Cửu rồi. Chu Thập Cửu dùng một tay bế Huy ca nho nhỏ hình ảnh này thoạt nhìn thật ấm áp. Bà Vú bước đến đón lấy Huy ca. Lâm Di phân phó quất hồng, bảo phòng bếp dọn cơm nước lên đi, rồi cùng chu thập cửu sang phòng phía đông dùng cơm. Phòng bếp hôm nay làm cá lư, nha hoàn bưng lên cá còn đang bốc hơi nghi ngút, Lâm Di cầm đũa định gắp cá cho chu thập cửu, đúng lúc nha hoàn vén mảnh, khiến một cơn gió lướt vào, thổi hết hơi nước nóng về phía Lâm Di. Mùi cá lư nồng đậm ập vào mặt, Lâm Di đột nhiên cảm thấy trong cổ họng lấn cấn vị đắng chát như vị máu. Thấy mặt Lâm Di tái nhợt, Chu Thập Cửu nhíu mi, vội đứng lên đỡ nàng. Lâm Di cuống quýt buông đũa, gập người nôn ra. Hạ nhân trong phòng lập tức nổi tên, Quất Hồng cầm ống nhổ, linh lung dâng khan lên. Lâm Di nôn mấy cái, vẫn cảm thấy mùi cá quanh quẩn trong chóp mũi, đang định bảo người bỏ món cả ra ngoài, Chu Thập Cửu đã lên tiếng, bưng cá xuống đi lấy hương sông lên đây hoảng loạn một hồi trong phòng tràn đầy mùi hương bách hợp lâm di hít sâu một hơi bây giờ mới thư thái trở lại ngồi xuống đôn gấm trông như đã kiệt sức cũng ma ma nghe tin vội sốc mạnh vào nhà còn chưa đứng vững chân chu thập cửu đã sai đến thái y viện mời trinh ngụy tại đây đi lâm di từng làm mẹ thầy chu thập cửu khẩn trương như thế bản thân cũng cẩn thận suy tính tại kỳ kinh của mình, cập tức kinh ngạc, không phải nàng lại con nữa chứ. chương 350, buồn nôn. Mấy ngày nay cứ mệt mỏi vô cớ, hơn nữa còn không duyên không có lại thấy buồn nôn, kỳ kinh cũng đã trễ năm ba ngày, sau khi nàng sinh huy ca vẫn luôn uống thuốc do nhân tiên sinh kê thang cho, không ngờ lại dưỡng thân tốt như vậy rồi. Lâm Di đứng dậy để chu thập cửu diều về buồng sưởi nằm nghỉ, nửa canh giờ sau, trình ngày đã tới. Trình ngày tỉ mỉ trần xong, chu thập cửu mới hỏi. Thế nào rồi? Lâm gì cũng ngồi dậy, cách màn thận trọng nghe. Chúc mừng quận vương gia, quận vương phi có tin vui à? Đúng là hỉ mạch, phản ứng của nàng lần này dường như khác hẳn lần trước. Không khéo sẽ sinh cho Huy ca một muội muội cũng nên. Trình ngày kê cho một phương thuốc tầm bổ thân thể, cùng mama vui cười đi lấy thuốc. Quất hồng, linh lung vén màn lên, Lâm Di ngước mắt liền thấy gương mặt tươi cười của Chu Thập Cửu. Nụ cười kia thật sáng, khiến Lâm Di đỏ bừng cả mặt. Chu Thập Cửu ngồi xuống, ôm Lâm Di vào công, đồ nàng chuẩn bị cho Huy Ca có chỗ dùng rồi. Khi mang thai Huy Ca, nàng không biết là con gái hay con trai nên có chuẩn bị hai phần quần áo. Ý của Chu Thập Cửu là cái thai này hẳn là con gái. Chẳng phải quận vương gia thích con trai hơn à? Khi nàng hoài thai Huy Ca, Chu Thập Cửu đã chắc chắn như thế. Chu Thập Cửu cúi đầu nhìn gò má đã nhuộm hồng của Lâm Di, miệng tùng tìm cười, giọng còn nhẹ nhàng hơn hồi nãy, nó có ca ca, sau này không ai dám bắt nạt nó, tương lai phải gả cho người ta cũng có người làm chỗ dựa cho nó, chẳng phải rất tốt ư. Trước đó Chu Thập Cửu có nói, có con gái sẽ chiều hư con, hiện tại xem ra, chàng đúng là suy nghĩ hết sức chu đáo cho con gái, nam nhân đều trong con trai nối dõi thật hiếm người rộng tượng như chàng, Lâm Di tựa vào công chu thập cửu, hơi nhắm mắt lại, vô thức mỉm cười. Có thai rồi, việc bếp núc trong phủ cũng thay đổi theo, mọi chuyện đều đặt đứa nhỏ trong bụng lên hàng đầu, trải qua nguy hiểm trong lần sinh con trước đó, Chu thập cửu cứ lo lắng mãi, hôm sau bèn mời hai ma ma từng làm việc trong cung về, chăm sóc Lâm Di cơm nước và sinh hoạt hàng ngày. Mới mang thai hơn một tháng đã giống trống khua chiêng như vậy, Lâm Di giờ khóc giờ cười nhìn chàng, nhưng hai vị ma ma còn hết sức thận trọng, tự tay chuẩn bị lại thực đơn cho phòng bếp. Lâm Di dặn phòng bếp chính chuẩn bị xong cơm nước cần cho bữa tối, bảo cùng ma ma thu dọn viện phía Tây cho đầu ra đó, cùng ma ma lặng lặng đổi hết hạ nhân ở viện phía Tây, chỉ sắp xếp những lão ma ma tin được vào đó hầu hạ. Chu thập cửu sớm rời nha môn về nhà, Lâm Di giúp chàng thay trường bào, Chu thập Cửu dẫn theo phụ tá sang viện phía tây. Cùng mama ra cửa nghe ngóng tin tức, không bao lâu đã về bẩm báo, là quốc cữu gia tới à. Lâm Di gật đầu, kim khâu trên tay không dừng, lòng đã có dự liệu trước, Chu gia vẫn luôn ôm ý định này. Lại có hai người nữa tới, đều là người mà hạ nhân trong phủ không quen biết, chỉ biết là trên đèn lồng một chiếc viết lưu, một chiếc viết an. Liêu Thừa Đãi là trưởng viện mới nhậm chức trong sáu khoa của đô sát viện. An, An thì là ai? Lâm Di cẩn thận suy nghĩ, chợt nhớ đến một cái tên, An Đạo Thành An Đạo Thành làm việc ở Nam Thư Phòng, là thể giao của Lâm Gia, từng giúp một chút trong vụ án thành quốc công, lại có vẻ thiên hướng phe phái ngũ vương gia giống như Lâm Gia. Mấy người này thoạt nhìn không hề có một chút liên quan, thật không ngờ lại đều đã bị Tam Vương Gia lung lạc về phía mình lúc này hẳn người cũng đã đến đủ lâm di nói dâng trả đi nghe quận vương gia phân phó mang rượu và đồ ăn lên cũng ma ma thưa vắng rồi đi ra bố trí người chỉ một chốc đã mím môi trở về trước mặt lâm di lâm di ngẩng đầu thấy sắc mặt cùng ma ma thoáng vẻ kinh hãi bèn hỏi sao thế còn ai nữa là từ cô ra từ cô ra lâm di nhất thời không phản ứng kịp rồi lập tức một tia sáng lóe lên trong đầu nàng khiến nàng suýt bật dậy. Lâm Chính Thanh. Đương nhiên là Lâm Chính Thanh. Có An Đạo Thành thì sẽ có Lâm Chính Thanh. Chu Thập Cửu có thể giả theo phe nhị vương gia, thì An Đạo Thành và Lâm Chính Thanh cũng có thể giả gia nhập phe ngũ vương gia, cho nên Lâm gia mới dám hành hạ Lâm Phương như thế. Cho nên sau khi chuyện của trường Ninh Sư Thái bung ra mới đổ thêm dầu vào lửa, tát nước theo mưa, đẩy đầu mấu chỉ về phía trần gia. Trần gia và Phù Ngũ Vương gia qua lại thân thiết, như vậy đồng gia tự nhiên sẽ bị liên lụy, mục đích của bọn họ là để hoàng thượng nghi ngờ Đông Trường Mậu kẻ nắm chặt quân quyền trong tay không chịu buông. Lâm gia là thông gia với Trần gia, vậy thì chỉ có thể làm Lâm gia tách khỏi thì mới khiến người ta tin tưởng được. Chẳng trách kiếp trước Lâm gia, Quốc Cữu gia và Chu thập Cửu cùng xuất hiện ngoài thành, mọi chuyện căn bản không phải trùng hợp. Kiếp trước, trong lúc quan binh truy sát lâm chính thanh đi rồi lại quay về không riêng để cứu nàng mà còn vì cứu lấy tiền đồ của gã hiện tại tất cả tại một lần nữa bắt đầu chiến xe của tam vương gia lâm chính thanh đã trèo lên được rồi khi tam vương gia thành được nghiệp lớn tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay đều sẽ thành công thần của triều mới nghĩ đến đó lâm di tại thấy buồn nôn phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn